Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay gia đình nhà Mai đi cái chợ rất lớn ở Lyon, thành phố nơi Mai ở cách gia đình nhà Mai 70 cây. Thì trong khu chợ này đấy có 60 gian hàng khác nhau và họ mở 6 trên 7 ngày trong tuần. Nói đúng ra 5 ngày rưỡi trên 7 ngày trong tuần. Thì vào đây đó, toàn những gian hàng có đầy đủ các mặt hàng rất là nổi tiếng và chất lượng, giá cả cũng rất là đắt. Có từ món hải sản, cá, thịt, từ món khai vị tới món tráng miệng, không thiếu một sản phẩm nào. Và đây là mặt hàng chuyên về bánh. Thì như cô chú anh chị các bạn có thể thấy đấy, nói đến Pháp thì ai cũng có thể biết là bánh macaron rất nổi tiếng ở Pháp và có rất nhiều hương vị khác nhau. Đặc biệt đấy thì Mai lại không thích loại bánh này lắm vì nó rất là ngọt. Ai yêu thích đồ ngọt ấy, thì chắc chắn là yêu thích loại bánh macaron này. Và đây là sang gian hàng mứt. Đó, cô chú anh chị các bạn thấy phong phú không? Đủ các loại trái cây họ làm mứt đó, rất là ngon. Đó, đủ các loại xoài, kiwi, mơ, mận, táo, lê. Đó, tất cả các loại trái cây họ đều làm mứt. Và đây là những cái loại kẹo cũng làm từ loại trái cây đó. Và đủ các loại sô-cô-la. Ở Pháp thì không những nổi tiếng về loại bánh ngọt, còn nổi tiếng về loại sô-cô-la nữa. Đúng ra đó là mình phải tới sớm để mình muốn mua bất cứ đồ gì mình thoải mái lựa chọn mình về, hoặc là mình sẽ ở lại ăn trưa. Như gia đình nhà Mai tới thì mình không có đi theo thứ tự đó, mà mình cứ thích đi đâu là đi đấy luôn. Nên chỗ thì quay hàng thịt, chỗ thì quay hàng bánh, đồ tráng miệng. Và đây nhá, đặc biệt là dành cho cô chú anh chị các bạn nào mà yêu thích món tráng miệng của Pháp như tất cả các loại bánh. Vì nếu mà nói trên thế giới này đó thì bánh Pháp thì cực kỳ nổi tiếng luôn, có thoải mái lựa chọn. Đây là gì các gì cũng tất cả loại rượu. Nhắc đến Pháp thì ai cũng biết đó là bánh macaron. Và ai đã từng sang Pháp du lịch thì bao giờ cũng được hướng dẫn viên giới thiệu tới loại bánh này. Và đây thì chuyên về đồ ngọt đó, về tráng miệng, nên có sô-cô-la, rồi tất cả các loại bánh.